nhiều nhân sự lần lượt chia tay Sơn Tùng nhường chỗ cho Hải Tú lên ngôi. Xoay quanh drama tình ái giữa Sơn Tùng MTP với Hải Tú và Thiều Bảo Trâm, mới đây nhất cộng đồng mạng lại xôn xao về việc nhiều thành viên lần lượt rời công ty của Sơn Tùng để nhường ngôi cho bà Hoàng Hải Tú. Theo thông tin được biết, giám đốc sáng tạo, giám đốc nghệ thuật Ben Phạm của MTP Entertainment đã có bài đăng thông báo về việc chính thức rời khỏi công ty. Được biết, Ben Phạm là người từng kết hợp với Sơn Tùng tạo nên nhiều bản hit như có chắc yêu là đây, chúng ta của hiện tại, vân vân. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, nói về lý do chia tay công ty, Ben Phạm chia sẻ là sẽ dùng thời gian sắp tới này để trao dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức, khám phá nhiều khía cạnh mà bản thân mình lúc trước chưa dám thử. Sự rời đi của Ben Phạm khiến cộng đồng mạng được phen bàn tán xôn xao. Bởi lẽ chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, công ty của Sơn Tùng TP đã mất đi ba nhân sự đắc lực đó là giám đốc sáng tạo Ven Phạm, nhà sản xuất Onion và CEO Châu Lê. Cùng với những câu nào đáng tiếc xảy ra với Sơn Tùng như scandal tình cảm MV At no All bị buộc gỡ khỏi YouTube toàn cầu, cư dân mạng không khỏi lo lắng. Công ty riêng của giọng ca gốc Thái Bình liệu có thể bình an vượt qua sóng gió hay không? Thậm chí có người còn cho rằng đây chính là thời điểm để cho bạn gái tin đồn của Xuân Tùng là Hải Tú lên ngôi nắm quyền điều hành công ty. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng vụ việc cũng khiến nhiều fan hâm mộ phải đặt ra dấu chấm hỏi lớn rằng có phải công ty của Xuân Tùng đang gặp khủng hoảng hay thay máu? Để biết thêm thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong những nội dung tiếp theo của chuyện gì thế cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hãy bấm đăng ký kênh chuyện gì thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé